Cái trà ngũ sắc nhá nhá. Trà này thì là giống của Tàu, nhưng mà là hàng này là hàng Việt Nam trồng nhá. Có nghĩa là bọn nhà em là mua cây giống của Tàu, sau đấy lấy ngọn cây này trồng lên ạ. Cây này trồng cũng khá lâu rồi đây anh ơi. Gốc nó to như này. Cây bé thì nhà em vẫn còn để rông như này. Còn đâu nếu mà cây to đẹp ấy thì nhà em chọn để làm hàng cảnh đẹp. 3 ngày mới làm được cái lồng này đây anh ạ. Cái gốc của nó thì đường kính của nó khoảng tầm 3 phân nhá anh nhá. Cái này hơi thoát thoát được một tí, khá đẹp luôn. Đây là hình quả cầu anh ạ. Còn đây ạ, trái tim tình yêu đây ạ. Các thể loại luôn. Đó, gốc rất là đẹp. Đây quả cầu nữa. Bé hơn. Hàng thâm hồng bát diện thì em cũng làm thế. Đây còn cái cây này nữa. Cây này thì để dáng như kiểu bàn trà đẹp. Thoát được 1, 2, tầm này tầm 30 thoải mái ạ. Cây cao khoảng tầm 6-70 cm thôi ạ. Đây anh ưng cái cây nào nhá. Đây là ngũ sắc này. Đây là ngũ sắc này. Ngũ sắc thì có một hình trái tim, hai quả cầu. Cây này thì to hơn đấy anh ạ. Và hai cái cây nhỏ nhỏ chưa chỉnh sửa này nữa. Anh ưng cây nào thì anh báo em. Các bạn có nhu cầu muốn mua xin vui lòng alo ạ. 097 797 3535 ạ.